Yêu thủ Thôi Hoa. Xước Nhiên Trai. Ai đó? Ai đó? Tống đại nhân, bên bờ hồ có chuyện rồi. Đi theo thuộc hạ mau. Tống đại nhân, Tống đại nhân. Tống đại nhân, vụ việc được tiều phu đi ngang qua phát hiện ra. Người chết là Thẩm Y Nhi, 16 tuổi. Dấu ấn qua này, có lẽ hung thủ không phải con người, có thể là hành vi của yêu quái hoa. Yêu quái hoa? Trình đại nhân, lập tức dán thông báo cấm toàn thành đi lại cho ban đêm. Chúng ta phải nhanh chóng bắt yêu quái hoa này lại, không thể để dân chúng gặp nguy hại gì nữa. Dân Xước Nhiên Trai. Dừng tay! Các ngươi là ai? Không ngờ lại dám đến Xước Nhiên Trai của ta, làm tổn hại hoa của ta. Chắc hẳn ngài là Tống đại nhân yêu hoa si mê của Xước Nhiên Trai nhỉ? Ta là Phong Nghiên, con gái của Phong Quyền Lệnh. Ta vừa từ Giang Nam đến đây để nương nhờ phụ thân. Nghe nói hoa cỏ ở Xước Nhiên Trai rất đẹp, nên ta đến xem thử, tiện thể hái một ít về để trang trí khuê phòng. Phong tiểu thư, những bông hoa này bị cô hái về thì chỉ vài ngày sau là sẽ héo khô. Nếu để mặc cho chúng tự do trưởng thành thì hàng năm đều sẽ nở hoa. Đẹp đẽ như vậy có thể kéo dài mãi mãi không thôi. Sao cô lại muốn làm tổn thương chúng chứ? Nếu hoa không gặp được tri kỷ thì dù có nở cũng chỉ uổng phí vẻ đẹp này. Mà ta thì muốn thưởng thức nó, yêu thương nó. Vậy thì cũng coi như chúng đã không uổng công đến với thế gian này. Nghe những lời của Phong tiểu thư cứ như yêu thương những đóa hoa này, nhưng đối với ta thì đúng là những lời nực cười. Nếu Phong tiểu thư đã không phải người yêu hoa thì sau này vẫn nên ít đến Xước Nhiên Trai của ta thì hơn. Trả hoa cho bọn ta. Nói đến cùng thì vẫn là do ta chăm sóc không chu đáo. Cẩn thận! Cô nương, ban nãy đa tạ cô đã giúp đỡ, nhưng rốt cuộc thì cô là ai? Giờ đây lại muốn đưa ta đi đâu? Yêu tinh cái này quá lợi hại, cô ta sẽ không chịu để yên. Ta muốn đưa ngài đến một nơi an toàn để trốn một lát. Tống công tử, hãy đi theo ta. Thơm thật đấy. Nơi này không giống nhân gian,
mà giống tiên cảnh hơn. Đây là đâu vậy? Đây là Hoa Tiên Cát, bên ngoài Tam Trùng Thiên. Tam Trùng Thiên, ý của cô là chúng ta không ở nhân gian nữa? Ban nãy sự việc khẩn cấp, ta nghĩ đây sẽ là nơi an toàn nhất, nên đã đưa ngài đến đây. Ngài yên tâm đi, yêu tinh cây đó chắc chắn sẽ không biết đường tiến vào Hoa Tiên Cát của bọn ta. Cô nương này, giờ cô có thể cho ta biết rốt cuộc thì cô là ai không? Ta tên Giáng Phi. Tuy công tử không biết ta, nhưng ta lại hết sức quen thuộc với công tử. Không giấu giếm gì, ta là tiên hoa quản lý hoa giới. 5 năm trước, khi xuống nhân gian, ta đã gặp phải một đợt thiên lôi trăm năm khó gặp. Hành động yêu thương và bảo vệ những bông hoa nhiều năm qua của công tử đã khiến ta hết sức cảm động. Thế nên mỗi khi đến nhân gian túc trực, ta đều sẽ lén đến thăm công tử. Thì ra cô chính là cây hoa nguyệt quý kia. Hôm đó khi cây hoa nguyệt quý kia bất ngờ bị mất, ta còn từng rầu rĩ rất lâu. Về sau ta đã quay về Hoa Tiên Cát. Không ngờ chúng ta từng có câu chuyện bắt đầu như vậy. Giáng Phi tiên tử, không ổn, cô của ta đến rồi, ngài mau trốn đi nào. Cô, Giáng Phi vẫn an cô. Sao nơi đây lại có mùi của người phàm thế này? Có lẽ do con vừa túc trực ở nhân gian quay về, nên đã bất cẩn dính phải mùi hương của người phàm. Giáng Nhi, con là người được chính tay ta dạy bảo, đương nhiên ta sẽ yêu thương con hơn. Vì gửi gắm kỳ vọng lớn lao, nên từ ngày ta khá nghiêm khắc với con. Con sẽ không trách ta chứ? Không đâu. Giáng Nhi, ta đã quyết định sẽ để con đảm nhiệm vị trí thần hoa đời tiếp theo của Hoa Tiên Cát. Nhưng làm thần hoa sẽ không được tự do như tiên hoa. Con có đồng ý không? Đương nhiên con đồng ý. Có điều Giáng Nhi sợ không thể đảm nhiệm vị trí lớn đến thế. Với nhân phẩm và tướng mạo của con thì đương nhiên có thể đảm nhận vị trí thần hoa này. Ta không nhìn nhầm đâu. Có điều gì ạ? Con phải đồng ý với ta một việc. Việc gì ạ? Phải nhớ, không được rung động với bất kỳ người phàm nào. Cô, Giáng Nhi không biết rung động là gì. Tình cảm là thanh kiếm sắc bén cắt da cắt thịt, là thuốc độc cắn nuốt trái tim. Tình cảm sẽ làm tổn thương con người. Nếu muốn làm thần hoa thì phải cắt đứt chuyện tình ái. Giáng Nhi, hãy nhớ lời cô nói. Lúc nãy làm ta sợ quá đi mất. Không ngờ bầu trời sao của Tam Trùng Thiên còn đẹp hơn cả ở nhân gian. Đến cả mặt trăng cũng lớn hơn mặt trăng được nhìn thấy ở nhân gian. Đương nhiên, nơi này của bọn ta cần cung trăng lắm đấy. Ngài nhìn đi, ngôi sao kia là cung điện của Thọ Cư Tiên Nhân. Ngôi sao sáng bên cạnh là của Thê Hà Tiên Tử. Thấy cô ngưỡng mộ như thế khi nhắc đến những vị thần tiên này, vậy sao cô không đến Cửu Trùng Thiên? Con người các ngài có phân chia giàu nghèo thì tiên hoa bọn ta cũng vậy. Ta chỉ là một tiên hoa nhỏ bé, nhận được sự tưới tẩm của mưa móc mà thôi. Chỉ khi tiếp nhận chức vị thần hoa thì ta mới có thể lên Cửu Trùng Thiên.
Đó là nơi nào vậy? Đó là Tru Tiên Đài, là nơi dùng để trừng phạt tiên tử phạm tội. Nghe nói thần tiên nhảy xuống từ Tru Tiên Đài, không chỉ mất đi toàn bộ tu vi, mà còn sẽ đánh mất tất cả ký ức. À đúng rồi, đã đến giờ thay người túc trực của Hoa Tiên Các. Chúng ta nhân cơ hội này để đi mau thôi. Cô Giáng Nhi, còn to gan thật đấy. Quả nhiên con đã đưa một người phàm vào tam trùng thiên của ta. Con tưởng rằng có thể giấu giếm ta ư? Giáng Nhi biết lỗi rồi, xin cô cô đừng giận. Tổng công tử là ân nhân cứu mạng của con. Ngài ấy gặp nguy hiểm kia ở nhân gian, nên con mới mạo muội đưa ngài ấy về Hoa Tiên Các để tránh nạn. Con làm bừa quá. Con phải biết rằng không thể tiết lộ thiên cơ. Nếu người phàm này tiết lộ bí mật của tam trùng thiên chúng ta, thì chúng ta sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tất cả là lỗi của con, tất cả là do con không tốt. Xin cô đừng trách ngài ấy. Ta không để hắn sống sót rời khỏi đây. Cô Giáng Nhi, Cô con chẳng có gì để báo đáp ân tình của ngài ấy dành cho con. Nếu cô cứ muốn lấy mạng ngài ấy, thì Giáng Nhi bằng lòng trao đổi bằng 500 năm tu vi vì một người phàm mà con dứt bỏ cả mấy trăm năm tu vi của mình sao? Cô ngài ấy không chỉ có ơn cứu mạng con, mà những năm qua ở cõi phàm, bất kể giá rét hay oi bức, mưa bão hay tuyết sương, ngài ấy luôn tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ ở xứ Nhiên Trai, chẳng hề lơ là ngày nào. Ngài ấy không chỉ tăng thêm sắc xuân đầy giường cho nhân gian, mà cũng cố hết sức để ngăn cản những người muốn phá hoa. Ngài ấy thực sự là một người yêu thương và bảo vệ hoa. Cô con xin người, hãy tha mạng cho ngài ấy. Nếu chuyện ngày hôm nay mang đến kiếp nạn cho Hoa Tiên Các, thì Giáng Nhi bằng lòng nhảy xuống Tru Tiên Đài kia để đền tội. Cô con xin người đấy. Cũng được, niệm tình ngươi là một người yêu thương hoa, hôm nay ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đa tạ cô. Người mau đi. Giáng Nhi, đi mau. Đến vách núi hối lỗi. Cuối cùng ngài cũng đã quay về. Mới một ngày thôi mà hoa cỏ trong vườn đã bị các người làm hại thành thế này sao? Đúng là quá đáng. Rõ ràng ngài đã mất tích một tháng, bỏ mặc số hoa cỏ này để chúng tự sống tự chết. Tiểu thư chỉ chọn một ít hoa còn chút hương sắc để mang về chơi đùa mà thôi. Cái gì mà một tháng? Rõ ràng ta chỉ đi có một ngày. Ngài có vấn đề gì à? Khoan đã, kẻ tổn thương mùa xuân có nỗi oán hận khó xử, người tìm kiếm thắng cảnh viết nên bài ca bất lực, giết chết dễ kiêu căng này, rửa sạch nỗi oan nghìn năm của các nữ nhân, tiêu diệt kẻ tàn bạo, loại bỏ mối hận phong lưu muôn đời.
Hãy giao thứ này cho tiểu thư nhà cô. Mong rằng sau khi đọc xong thì cô ấy có thể suy nghĩ lại về hành động của bản thân. Cầm lấy. Tống đại nhân, ngài đã đi đâu vậy? Một tháng nay lại xảy ra hai vụ án mạng, thiếu nữ bị yêu quái hoa giết. Vụ án mạng cuối cùng xảy ra vào đêm qua. Cái gì? Ta thực sự đã đi một tháng. Đúng thế. Chúng thuộc hạ đều tưởng ngài đã bị yêu quái hoa giết trong lúc điều tra vụ án. Tống đại nhân, đây đã là vụ án thứ hai trong một tháng ngài rời khỏi đây, cũng là người thứ ba bị giết. Thời gian tử vong của người chết có lẽ vào giờ tuất đêm qua, cũng như lúc trước. Trên cơ thể không có vết thương nào, cũng không có dấu vết đánh nhau hay dùng dậy, cũng chết vì mất máu. Có lẽ cũng là hành vi của yêu quái hoa nghìn năm. Tống đại nhân, ngài đã gặp yêu quái hoa à? Giờ vẫn chưa thể xác định. Cô ta chính là hung thủ thật sự của vụ án hút máu thiếu nữ Quỳ Nha Thanh Thủy. Không biết Phong tiểu thư đến tìm ta có việc gì? Ta hái hoa của ngài, ngài viết một bài hịch văn thảo phạt ta. Chúng ta coi như hòa đi. Ta không phải cố ý phá hoa. Có một bà mối phiền phức tìm đến nơi, khuyên ta gả cho con trai một thương nhân giàu có kém cỏi, ước hiếp nam nhân, chiếm đoạt nữ nhân. Từ nhỏ ta mà tiếp xúc với phấn hoa thì sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, nên ta mới cố tình hái hoa tươi về để trong phòng, khiến cả người nổi mẩn đỏ, làm bà mối sợ mà chạy mất. Lý do thế này cũng không tiện nói rõ trước mặt nhiều người. Thì ra là vậy. Là ta hiểu lầm Phong tiểu thư. Ta không trách ngài, mà sự chính nghĩa thẳng thắn của ngài đã khiến ta hết sức khâm phục. Thật lấy làm hổ thẹn, ta không dám nhận. Giật Trần, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Giáng Nhi, cô ở Tam Trùng Thiên vẫn ổn chứ? Cô, xin cô hãy tha thứ cho Giáng Nhi. Đừng giận Giáng Nhi nữa. Con đứng dậy đi đã. Đa tạ cô. Cô, Giáng Nhi đã làm cô thất vọng. Con có biết ta giận con không chỉ vì con lén dẫn người phàm vào Tam Trùng Thiên của ta, mà vì sợ con nảy sinh tình cảm sâu đậm với người phàm này hay không? Cô, người luôn nhắc đến chữ tình này với Giáng Nhi, nhưng Giáng Nhi thực sự không rõ tình cảm là thứ gì, và tại sao lại bị tình cảm làm tổn thương. Chẳng lẽ cô cũng từng rung động? Đúng vậy, ta cũng từng yêu một nam nhân. Cái gì? Năm ấy, khi ta còn ở nhân gian, có sư muội Tử Lan và sư ca Giang Lan cùng ta tu hành. Những năm tháng ấy, ngày nào bọn ta cũng đánh đàn múa kiếm, phẩm trà luận đạo, trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất đời. Nhưng về sau, ông trời lại trêu ngươi. Ta và sư muội đều yêu sư ca, nhưng ai mà ngờ, để tăng công lực nên Tử Lan lại dùng tà môn ngoại đạo hút máu của người sống để tăng công lực. Tử Lan, muội đáng sợ quá đấy. Không ngờ muội lại bất chấp giết nhiều người như vậy để tăng công lực. Sư ca, muội đừng đến đây. Đời này kiếp này, ta và muội sẽ như thanh kiếm này đây. Sư ca, muội sai rồi. Xin quỳnh hãy cho muội một cơ hội nữa. Sư ca, vì chuyện ấy sư ca đã cắt đứt với sư muội. Sư muội cũng vì thế nên bị sư phụ đuổi khỏi sư môn. Từ đó về sau,
Muội ấy đã từ một yêu tinh cây hoàn toàn bước vào con đường của yêu ma. Cô, sau đó thì sao? Sau đó sư ca đã hoàn toàn buông bỏ Tử Lan. Cuối cùng ta và sư ca lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Bọn ta có tình cảm với nhau, nhưng ai mà ngờ, sư ca, thì ra huynh bỏ rơi muội vì huynh đã yêu sư tỷ. Tử Lan, hôm nay giữa ta và tỷ ấy chỉ có một người có thể sống sót. Sư ca, sư tỷ, tỷ nghe rõ cho ta. Ta biết ta vẫn không phải là đối thủ của tỷ với công lực hiện tại của mình, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ quay về tìm tỷ để trả thù rửa hận. Từ nay về sau, dù tỷ ở tam trùng thiên hay cửu trùng thiên, lên trời hay xuống đất, thì ta cũng sẽ nghiền nát tỷ thành nghìn mảnh. Hôm đó ta đã chìm trong đau khổ, không ra tay giết muội ấy. Từ đó về sau, ta cũng không gặp được sư muội nữa. Không lâu sau đó, cuối cùng ta cũng tu luyện thành tiên, bay lên hoa tiên cát tại tam trùng thiên, đồng thời thề rằng đời này sẽ cắt đứt chuyện tình ái, chăm sóc cho hoa tiên cát thật tốt. Nhưng ta biết với tính tình của sư muội thì chắc chắn sẽ đe dọa đến hoa tiên cát của ta. Thế nên ta đã phong bế toàn bộ đường đi từ nhân gian đến tam trùng thiên, chỉ để lại một kết giới chắc chắn muội ấy không thể tìm ra. Thì ra là vậy. Giản Nhi, ta kể những chuyện này với con là vì muốn con biết, thay vì cả đời sống trong đau khổ thì chi bằng ngay từ đầu đã không biết tình ái là gì. Nhưng cô à, tiên hoa ở hoa tiên cát chúng ta chưa từng được trải nghiệm hương vị của tình ái, thì sao có thể hiểu những lời người nói. Thôi bỏ đi, con hãy về suy nghĩ những lời của ta. Khi nào thông suốt rồi thì hãy đến gặp ta. Vâng, thưa cô. Ngươi nhìn nơi này đi, tuy nằm ở nơi vắng vẻ nhưng lại cách đường lớn không xa. Đúng, không thì người chết là một cô gái cũng chẳng thể một mình đến nơi này để hái hoa. Cô ấy bị hại vào lúc chạng vạng, có lẽ yêu quái hoa kia đã giả dạng làm người từ trước. Sau khi hại người thì cô ta lại đường hoàng rời khỏi đây với thân phận con người. Có lẽ cô ta đã có một thân phận con người từ lâu, có khi lại trốn ngay trong trấn Thanh Thủy. Nếu thật sự là như vậy thì người dân ở trấn Thanh Thủy sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức phái người đưa cho ta danh sách người dân mới chuyển đến mà không nằm trong sổ, rồi điều tra rõ ràng bối cảnh và thân phận của họ. Vâng, thưa Tống đại nhân. Giản Nhi, con thông suốt rồi à? Cô, con vẫn không thể quên ngày ấy. Trong đầu con toàn là ngày ấy. Con muốn hạ phàm gặp Dật Trần. Con từ bỏ tu vi của mình vì một người phàm, có đáng không hả? Đáng. Không hối hận sao? Không hối hận. Con xin cô giúp Giản Nhi. Lần này con gặp lại ngài ấy là ý trời. Cô, con xin người. Giới hoa tiên cát, 60 năm ở nhân gian cũng chỉ là hai mùa xuân thu mà thôi. Dật Trần cũng chỉ là một người phàm, ngài ấy chỉ có mấy chục năm sinh mệnh. Nếu con còn không tìm ngài ấy để trả ơn thì e rằng con sẽ hối hận suốt đời. Được rồi, nếu con đã muốn đi thì đi. Sau này đến nhân gian, dù trải qua đau khổ thế nào thì con cũng đừng hối hận.
Tên Tống Dật Trần kia là tình kiếp của con. Có lẽ chỉ khi thất vọng về tình yêu thì con mới thật sự trưởng thành. Giáng Nhi cảm tạ công ơn dạy dỗ bao nhiêu năm qua của cô. Con tự lo liệu cho mình đi. Quỷ Nha Thanh Thủy. Tống đại ca. Phong tiểu thư tìm ta có việc gì? Ngày mai là ngày phụ thân tổ chức buổi tỉ võ chiêu thân cho ta. Nghe nói tên con trai của thương nhân giàu có hống hách ngang ngược làm người ta căm ghét kia của Trấn Thanh Thủy cũng tham gia. Ta thà chết cũng không muốn gả cho người đó. Vậy nên Tống đại ca, ta muốn nhờ ngài giúp đỡ Trấn Thanh Thủy. Đến khi cây nhang này cháy hết, nếu vẫn không ai có thể đánh bại Lý Nhị Công Tử thì Lý Nhị Công Tử sẽ là người chiến thắng trong buổi tỉ võ chiêu thân này. Khoan đã, ai đây, ai đây? Muốn chết? Công tử, công tử, công tử. Cậu đưa ra đó làm gì? Thắng thua đã rõ. Xin Lý Nhị Công Tử tự trọng. Buổi tỉ võ chiêu thân này vốn là một lối thoát cho cô. Đừng tưởng rằng ta không biết. Trước kia cô cố tình bị Mẫn Đỏ để từ chối ta. Không giấu giếm gì, trái tim ta đã có chủ. Chính là người này, Tống đại nhân. Tống đại ca, xin ngài giúp ta. Nhận đi, sao lại không nhận chứ? Đúng thế. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Giáng Nhi. Giáng Nhi, sao cô lại đến đây? Ngài sắp thành thân à? Giáng Nhi, cô hiểu lầm rồi. Ta và Phong tiểu thư chỉ là bạn. Ta thật sự không muốn lấy cô ấy. Thật sao? Giáng Nhi, xin hãy tin ta. Ta sẽ không lừa dối cô. Vừa rồi khi cô gái kia đưa tú cầu cho ngài, ta thật sự rất buồn. Có phải đây chính là hương vị tình yêu như lời cô nói không? Tình cảm có hàng trăm hương vị, ít ra trong lòng ta thì nó có vị ngọt. Từ sau khi chia tay nàng, ta mới biết nàng đã in dấu thật sâu trong lòng ta. Xước Nhiên Trai. Tối nay ta sẽ ở lại đây. Giáng Nhi, có nàng thật tốt. Ta chỉ có một mình, không người thân thích, đã quen cô đơn. Nàng đến đây khiến ta lại có cảm giác có người thân. Dật Trần, từ ngày hôm nay ta sẽ là người thân của chàng. Ta có thể lấy thân báo đáp chàng không? Tuy ta không biết lấy thân báo đáp là gì, nhưng ta biết chắc chắn nó có ý nghĩa rất tốt đẹp. Trong kịch nói như vậy đấy. Nàng thật sự đồng ý lấy thân báo đáp ta à? Vậy trong kịch còn nói gì nữa? Trong kịch còn nói muốn lấy thân báo đáp thì phải làm lễ chu công. Lễ chu công là gì vậy? Bao giờ chúng ta làm lễ chu công? Phải có tam thư lục lễ mới được làm lễ chu công. Là việc sau khi chính thức bái đường thành thân mới được làm.
Chàng có phụ bạc ta không? Ta chắc chắn sẽ không phụ bạc nàng. Nếu chàng phụ bạc ta thì ta sẽ nhảy xuống Chu Tiên Đài. Nàng mà nhảy thì ta sẽ nhảy xuống cùng nàng. Cứu ta với! Ai đó? Thì ra là những cô gái kia chết và mất máu, là do tên yêu tinh cây nhà ngươi làm. Giáng Nhi, sao nàng lại đến đây? Ta lo cho chàng nên luôn âm thầm đi theo. Không ngờ lại gặp tên yêu tinh cây này. Chẳng lẽ cô ta là hung thủ của vụ án mạng tại trấn Thanh Thủy? Ấn yêu hình hoa. Nếu hung thủ là tên yêu tinh cây này thì tại sao lại có dấu ấn hoa giống hệt cái trên trán cô của Giáng Nhi? Họ có quan hệ gì? Xin hỏi cô nương là ai? Tại hạ là Lô Ninh Nhi, thiên sư bắt yêu của tộc Liệp Yêu. Ta cảm nhận thấy nơi này có yêu khí nên đến xem thử. Không ngờ vẫn chậm một bước. Quả nhiên đã có chuyện. Ta chưa từng nghe nói trấn Thanh Thủy có tộc Liệp Yêu. Tộc Liệp Yêu bọn ta trước nay ít giao du với bên ngoài, chưa từng qua lại với người của quan phủ. Ngươi chưa từng nghe nói cũng là điều bình thường. Có điều ta thì đã nghe danh Tống Đại Bổ Đầu từ lâu. Hôm nay rất hân hạnh được gặp mặt. Không dám. Cô gái này cũng giúp đỡ điều tra sao? Không, cô ấy chỉ là một người em họ xa của ta mà thôi. Giáng Nhi, bên ngoài nguy hiểm lắm, muội về trước đi, ta còn phải đến nha môn. Được. Xước Nhiên trai. Giáng Nhi, bình thường cô của nàng có hạ phàm không? Cô rất ít khi ra khỏi Qua Tiền Cát. Đang yên đang lành, sao chàng lại hỏi đến chuyện của cô vậy? Không có gì, ta chỉ tò mò thôi. Đã là thần hoa như cô của nàng thì có cần tu luyện tiếp để tăng pháp thuật không? Đương nhiên là cần. Tống đại nhân, người to gan thật đấy. Người phá hỏng mùi chỉ giỏ chiêu thân của con gái ta, giờ lại nuốt lời không chịu lấy nó. Người nói nhà họ Phong bọn ta phải giấu mặt vào đâu đây? Hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng. Cha, nếu hôm đó tên con trai của tư nhân giàu có kia thắng trận thì con gái đã thành một cái xác lâu rồi. Nghiên Nhi, con Tống Dực Trần, hôm đó con gái ta đã nói trái tim thuộc về ngươi trước mặt người dân cả thành. Nếu ngươi không lấy nó thì chẳng phải đồng nghĩa với chuyện người ép nó vào đường chết sao? Con gái, cha tuyệt đối không thể trở thành trò cười của người dân cả thành. Nếu hắn không lấy con thì e rằng con chỉ có thể xuống tóc làm ni cô thôi. Đại nhân, vì gì ngài phải ép con gái mình như thế? Thuộc hạ đã có người trong lòng, thực sự không thể lấy Phong Nghiên tiểu thư. Đàn ông năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Chỉ cần ngươi lấy con gái ta làm chính thê, dù trái tim ngươi có tình yêu khác,
thì ngươi nạp người đó làm thiếp là được. Bản quan tuyệt đối không can thiệp. Đại nhân, được rồi, đừng nói nữa. Khi nào ngươi xử lý xong vụ án thiếu nữ bị hút máu kia thì phải thành thân với Nghiên Nhi ngay. Tống đại ca, xin lỗi vì đã mang đến nhiều phiền phức như vậy cho ngài. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Tống đại ca, thật ra vào lần đầu gặp ngài ở vườn hoa này là ta đã thích ngài rồi. Phong Nghiên ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, ta không hề biết thì ra đối mặt với tình cảm ta có thể buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình vì ngài. Vào khoảnh khắc đứng trên đài tỉ võ chiêu thân kia, ta đã biết trái tim ta không thể có ai khác nữa. Phong tiểu thư, mau buông ra. Phong tiểu thư, Giáng Nhi. Phong tiểu thư, xin hãy tự trọng. Ta thật sự không thể lấy cô. Giáng Nhi. Cô, có vẻ con đã biết tình cảm là gì. Là cô. Hôm đó gặp ngươi là ta đã biết thân phận của ngươi. Ngươi không phải người phàm, ngươi là tiểu tiên hoa đúng chứ? Ta không hiểu cô đang nói gì. Tiểu tiên hoa, ngươi lừa được người khác chứ không thể lừa được thiên sư bắt yêu là ta đâu. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ngươi nói thật xem nào. Cuối cùng thì ngươi có quan hệ thế nào với thần hoa tại Hoa Tiên Cát ở Tam Trùng Thiên? Tại sao trên người ngươi lại có hơi thở của cô ta? Sao cô lại biết Tam Trùng Thiên? Quả nhiên người có quan hệ với Hoa Tiên Cát ở Tam Trùng Thiên. Đến chiêu thức của ngươi cũng giống hệt thần hoa đứng ở trên cao kia. Cô biết cô của ta. Cô, quả nhiên ta đoán không sai. Toàn bộ người của Hoa Tiên Cát đều không đội trời chung với ta. Tử Lan, muội đáng sợ quá đấy. Không ngờ dưới khuôn mặt xinh đẹp như này lại ẩn giấu một trái tim độc ác đến thế. Sư ca, tại sao huynh lại đối xử với muội như vậy?
sư tỷ, chắc chắn ta sẽ trả thù. Giỏi cho một tống giật trần nhà ngươi, không ngờ lại không muốn lấy con gái ta vì một yêu quái hoa. Đúng là bị ma ám. Phong đại nhân, ta nghĩ có thể lợi dụng yêu quái hoa này để gây sức ép với tống đại nhân. Liêm khiết chính trực. Ý của cô là ai cũng biết Phong Nghiên tiểu thư bị tống giật trần từ hôn, mất hết mặt mũi. Ta nghĩ có thể lợi dụng tính mạng của yêu quái hoa này để uy hiếp tống đại nhân lấy lệnh ái. Liêm khiết chính trực. Đúng là một cách hay. Phong đại nhân, hôm nay Phong đại nhân đến đây chắc chắn là có việc quan trọng. Thông minh lắm. Ngươi biết thứ này chứ? Phong đại nhân, đây là trong cài đầu của Giáng Nhi. Sao ngài lại có nó? Đúng thế. Yêu quái hoa kia đúng là đang nằm trong tay ta. Đại nhân, Giáng Nhi không phải yêu quái hoa. Cô ấy, tuy cô ấy không phải người phàm, nhưng cô ấy có tấm lòng thiện lương. Xin đại nhân đừng làm hại cô ấy. Nếu cô ta đã không phải là người thì chắc chắn sẽ không có tính người. Sao có thể nói là lương thiện? Giờ đây ta đã có thể xác định yêu quái hoa này chắc chắn có quan hệ tới vụ án trong trấn. Đại nhân, Giáng Nhi không phải hung thủ. Dù cô ta không phải hung thủ thì chắc chắn cũng liên quan đến hung thủ. Đại nhân, ngài muốn thế nào? Giật Trần à, Nhi Nhi là một viên ngọc sáng trong tay ta. Ta hiểu tính nó. Làm cha, chắc chắn ta phải dọn sạch chướng ngại vật cho con gái yêu. Đại nhân, đừng nói nữa. Tống Giật Trần, ta muốn 3 ngày sau ngươi phải đón Nghi Nhi vào cửa. Đại nhân, tại hạ đã có người trong lòng, xin ngài đừng ép hôn. Ép ngươi thì sao? Ngươi khiến nhà họ Phong ta mất sạch mặt mũi. Ta còn chưa tính sổ vụ này với ngươi đâu. Ta chỉ muốn xẻo thịt lóc xương yêu quái hoa đó nghiền nát thành nghìn mảnh. Ta sẽ không đồng ý. Ta sẽ nghĩ cách để cứu Giáng Nhi. Ta nghe nói khóa càng khôn dùng để trói yêu quái hoa kia cũng sẽ dần dần hút đi tinh khí của yêu quái hoa. Chỉ vài ngày nữa là cô ta sẽ hồn bay phách tán. Có muốn cứu yêu quái hoa kia hay không chỉ nằm ở quyết định của ngươi. Tống đại nhân, Trình đại nhân, trước đó ngài nói thuộc hạ đi điều tra người dân mới chuyển đến trấn Thanh Thủy là ai. Thuộc hạ đã phát hiện ra, thật ra gần đây trấn Thanh Thủy chỉ có thêm một người, chính là Lôi Ninh Nhi, Lôi Thiên Sư kia. Lôi Thiên Sư. Trình đại nhân, ngươi hãy lập tức điều tra về lý lịch của cô ta. Dân. Phong tiểu thư, cô đến đây làm gì? Tống đại ca, ta đã biết hết mọi chuyện. Là Lôi Thiên Sư đã bắt Giáng Nhi cô nương, sau đó lại đưa ra ý này cho cha ta, ép ngài lấy ta. Tại sao cô ta lại muốn làm vậy? Lôi Thiên Sư nói cô ta có mối thù truyền kiếp với Giáng Nhi cô nương, nhưng ta cảm thấy dường như cô ta có âm mưu lớn hơn nữa. Lôi Thiên Sư là một người phàm, tại sao lại có mối thù truyền kiếp với một tiên hoa? Ta có một cách có thể cứu người trong lòng ngài. Ta có thể thành thân giả với ngài. Không được. Làm như vậy sẽ phá hỏng thanh danh của cô nương. Ngài có tình cảm sâu đậm với Giáng Nhi cô nương. Chỉ cần thấy ngài hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc. Tống đại ca, ngài đồng ý với ta đi. Như vậy thì không chỉ có thể cứu Giáng Nhi cô nương, mà còn có thể xem rốt cuộc thì Lôi Thiên Sư có âm mưu gì. Huh?
Ngươi tỉnh rồi. Ta chẳng có thù oán gì với cô. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì ta? Ta muốn cho ngươi thấy nam nhân ngươi yêu phụ bạc ngươi như thế nào. Ta không biết cô đang nói gì. Lát nữa là ngươi sẽ biết thôi. Đón dâu. Tân nương chính là Phong Nghiên tiểu thư, nghiêng nước nghiêng thành kia. Con từ bỏ tu vi của mình vì một người phàm, có đáng không hả? Đáng. Không hối hận sao? Không hối hận. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng nhé. Song Hỷ trong kịch ở nhân gian có nói, nữ nhân trả ơn thì phải dùng thân báo đáp. Chi bằng ta cũng dùng thân báo đáp đi. Thật ra Tống Dật Trần đã nghi ngờ cô của ngươi là hung thủ giết hại thiếu nữ trong trấn Từ Lâu. Hắn tiếp cận ngươi là vì muốn cố tình lợi dụng ngươi để điều tra vụ án này. Tại sao chàng lại muốn làm vậy với ta? Vì người hắn thật sự yêu là Phong Nghiên tiểu thư. Hay vì đau khổ vì con người, thì chi bằng hãy quay về hoa tiên cát của ngươi mà làm tiên hoa. Tại sao cô lại mong ta quay về Tam Trùng Thiên? Rốt cuộc thì cô là ai? Song Hỷ. Phong Nghiên tiểu thư, thật sự cảm tạ cô. Sau khi giải quyết được mọi việc thì ta sẽ nghĩ cách trả lại sự trong sạch cho cô, cho cô một câu trả lời. Tướng công, nếu thiếp và chàng đã bái thiên địa và cao đường, thì thiếp mong chúng ta có thể thành vợ chồng thật sự. Chàng yên tâm, khi nào Giáng Nhi cô nương quay về thì tiếp đồng ý làm tỉ muội với cô ấy. Phong Nghiên tiểu thư, thành thật xin lỗi, Dật Trần có tài đức gì mà đời này có thể có được sự yêu thích của cô, tùy tiếp biết. Người chàng thích nhất vẫn là cô ấy, nhưng tiếp không hề hối hận, cũng chẳng oán trách. Chỉ là tình yêu của ta vẫn chỉ thuộc về mình Giáng Nhi, ta không thể phụ bạc cô ấy. Đời này ta nợ cô, chỉ có thể để kiếp sau trả lại. Tống đại ca, thiếp sẽ không ép chàng. Phong đại nhân, ta đã lấy Phong Nghiên tiểu thư theo thỏa thuận. Giáng Nhi đâu? Cô ấy đang ở đâu? Ta đã thả yêu quái hoa kia đi. Còn về việc cô ta đang ở đâu, còn sống hay đã chết, thì không liên quan đến ta. Ngài, nếu Giáng Nhi gặp chuyện gì không hay thì ta chắc chắn sẽ không để yên. Sao Phong tiểu thư lại phiền muộn đến thế? Giáng Nhi cô nương, Lôi tiên sư thả cô ra rồi. Giáng Nhi cô nương, cô hãy nghe ta giải thích. Mọi việc không như cô nghĩ đâu. Là Lôi tiên sư và cha ta dùng tính mạng của cô để đe dọa Tống đại ca phải lấy ta. Vậy sao? Nếu cha cô đã lấy tính mạng của ta ra để đe dọa, thì hôm nay ta sẽ lấy mạng của cô.
Giáng Nhi. Giật chân, đừng đến đây. Hãy cho ta biết, tại sao lại giết Phong Nguyên tiểu thư? Chàng đang nói gì vậy? Chính mắt ta đã nhìn thấy nàng hút mất tinh khí của Phong Nguyên tiểu thư. Hãy cho ta biết tại sao. Chàng nói ta đã giết Phong tiểu thư. Thì ra trong lòng chàng, người quan trọng nhất vẫn là cô ấy. Về nhà môn với ta. Nếu ta không về với chàng thì sao? Giáng Nhi. Giáng Nhi. Ta không muốn làm nàng bị thương. Sao nàng không né tránh? Từ đầu chàng đã nghi ngờ cô của ta là hung thủ, nên mới tìm đủ mọi cách để tiếp cận ta, có phải không? Ta thừa nhận rằng ta từng nghi ngờ cô nàng, nhưng nàng hãy tin ta. Ta chưa từng lừa dối nàng. Từ khi gặp gỡ đến nay, ta luôn thật lòng đối xử với nàng, chưa từng phụ lòng nàng. Nàng hãy tin ta, chưa từng phụ lòng ta. Vậy hôn lễ kia phải giải thích thế nào đây? Vậy là nàng đã giết cô ấy vì ghen ghét. Không ngờ chàng lại cho rằng ta là hung thủ. Cô ta nói đúng, ta không nên thật lòng với chàng. Giờ đây cuối cùng ta cũng đã hiểu. Giáng Nhi. Giáng Nhi. Tình cảm chân thật cái gì? Chánh chết không đổi cái gì? Tất cả đều là lời nói dối. Ta thấy ngươi vẫn nên quay về Hoa Tiên Cát thì hơn. Đó mới là nơi ngươi thuộc về. Không, ta sẽ không quay về nữa. Ta không còn mặt mũi nào để gặp cô. Từng lời ban đầu cô nói đều đã thành sự thật. Ta rất hối hận. Ban đầu ta không nên đưa Giật Trần đến Tam Trùng Thiên, càng không nên thầm hứa trao tất cả cho hắn khi ở Hoa Tiên Cát. Không ngờ Tống Giật Trần cũng biết đường đến Tam Trùng Thiên. Vào khoảnh khắc đứng trên đài tỉ võ chiêu thân kia, ta đã biết trái tim ta không thể cho ai khác nữa. Tuy thiếp biết người chàng thích nhất vẫn là cô ấy, nhưng thiếp không hề hối hận, cũng chẳng oán trách. Lão gia, Nghi Nhi, người hãy bảo trọng. Nghi Nhi, Nghi Nhi. Xuất Nhiên trai, tiểu thư, ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi. Tiểu thư. Xuất Nhiên trai, tiểu thư.
Nợ tình khó trả, nút tình khó gỡ. Coi như đời này của Phong Nhiên tiểu thư đến trần gian này để trả nợ tình cho ngài đi. Ta đã điều tra rõ ràng người dân trong sổ sách của Trấn Thanh Thủy. Chỉ có thêm một người là cô. Hơn nữa lại chẳng thể điều tra lý lịch và thân phận của cô. Chẳng lẽ cô là Tống Đại Nhân, giáng phi cô nương của ngài đã quay về Hoa Tiên Cát tại Tam Trùng Thiên? Với tính tình của cô ta thì chắc chắn sẽ lấy cái chết để tạ tội trước mặt thần hoa. Chẳng lẽ ngài không muốn cứu cô ta ư? Cô biết Hoa Tiên Cát tại Tam Trùng Thiên? Ta không chỉ biết Hoa Tiên Cát, mà ta còn biết ngài từng đến đó. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ta muốn ngài đưa ta đến Tam Trùng Thiên, tìm đến Hoa Tiên Cát, thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Ngài không chỉ có thể cứu giáng phi cô nương của ngài, rửa oan cho cô ta, mà còn có thể lấy lại công bằng cho Phong Nhiên cô nương. Tóm lại thì tất cả sự thật đang nằm ở Tam Trùng Thiên. Giáng Nhi, Giáng Nhi, Tống Dật Trần, lại là ngươi. Ta từng nói nếu để ta gặp lại ngươi thì ta sẽ giết ngay lập tức. Thần Hoa, hôm nay dù cô đánh chết ta thì ta cũng phải gặp Giáng Nhi cô nương. Ta muốn giải thích rõ ràng với cô ấy. Bớt nói nhảm đi. Nội công thật âm độc. Ngươi không phải người thường. Sư tỷ, đã lâu không gặp. Để trốn tránh sự đuổi giết của tỷ, ta đã cố tình đổi thành khuôn mặt này. Cô là... Tuy ta đã thay đổi dung mạo, nhưng tỷ cũng chẳng còn nhớ giọng nói của ta nữa sao? Cô là Tử Lan. Sư tỷ, những năm qua ta không lúc nào không nhớ đến tỷ. Dù tỷ đã phong ấn toàn bộ kết giới vào Hoa Tiên Cát thì chắc chắn ta cũng tìm được tỷ. Vì ta từng nói chắc chắn ta sẽ tìm đến tỷ để trả thù. Từ nay về sau, dù tỷ ở Tam Trùng Thiên hay Cửu Trùng Thiên, lên trời hay xuống đất, thì ta cũng sẽ nghiền nát tỷ thành nghìn mảnh. Huh?
Tống Dật Trân, chỉ có thanh kiếm này mới có thể giết cô ta. Sư tỷ, ta hút máu của thiếu nữ và để lại ấn hoa của tỷ trên trán của họ để dụ tỷ ra. Không ngờ tỷ lại nhẫn nhịn giỏi như vậy, mãi vẫn không xuất hiện. Sư tỷ, những năm qua tỷ cô đơn một mình ở Tam Trùng Thiên, có vui không? Ta đã cắt đứt tình ái, ta rất vui khi ở đây. Nếu chúng ta không quen biết sư ca thì chúng ta sẽ mãi là tỷ muội tốt chứ. Sẽ như vậy.
Ta biết sư ca dây ta là một yêu tinh cây, lại luyện tà pháp. Sư tỷ, tỷ nói xem, nếu là tiên hoa thì sư ca có mãi yêu ta không? Có lẽ. Ta sắp được gặp sư ca rồi. Ta sẽ giúp muội đích thân hỏi huynh ấy. Không, không, ta không để tỷ gặp huynh ấy trước. Ta phải đi gặp sư ca trước tỷ. Sư muội, ân oán kiếp này của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Cô, Giáng Nhi, cuối cùng con cũng đã về. Cô, người sao rồi? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Sau này Hoa Tiên Cát sẽ không gặp chuyện gì nữa. Không, là lỗi của con. Con nên nghe lời khuyên của người. Là lỗi của con. Giáng Nhi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Hoa Tiên Cát cần con. Cô, cô. Cô, không còn nhà nữa. Hoa Tiên Cát cũng đã bị phá hủy. Là con quá ích kỷ nên đã khiến mọi người phải chết. Con không nên sống sót một mình. Con sẽ đi cùng mọi người ngay đây. Đó là nơi nào vậy? Đó là Tru Tiên Đài, là nơi dùng để trừng phạt tiên tử phạm tội. Nghe nói thần tiên nhảy xuống Tru Tiên Đài, không chỉ mất đi toàn bộ tu vi mà còn sẽ đánh mất tất cả ký ức. Giáng Nhi, cô từng nói chàng là tình kiếp của ta. Trước đây ta không hiểu, nhưng giờ thì cuối cùng ta đã hiểu ra. Giật Trần, ta chỉ hỏi chàng một câu thôi. Chàng từng có khoảnh khắc nào thật lòng với ta không? Giáng Nhi, ta thật lòng với nàng. Chàng đừng đến đây. Không cần nói gì nữa. Tiên hoa tự ý yêu người phàm sẽ bị trời trách tội. Ta không nên yêu chàng. Hoa Tiên Cát đã không còn nữa. Cô cũng đã chết. Khởi đầu của tất cả là do ta. Ta phải cho các tỷ muội ở Hoa Tiên Cát một câu trả lời rõ ràng. Ta cũng phải cho cô một câu trả lời rõ ràng.
Nàng muốn làm gì? Ta muốn quên đi mọi thứ. Chàng cũng hãy quên ta đi. Giáng Nhi, đừng. Giáng Nhi, chàng có phụ bạc ta không? Ta chắc chắn sẽ không phụ bạc nàng. Nếu chàng phụ bạc ta thì ta sẽ nhảy xuống Tru Tiên Đài. Nàng nhảy thì ta sẽ nhảy xuống cùng nàng. Giáng Nhi, cuối cùng con cũng đã độ kiếp thành công. Ta trao cho con nghìn năm tu di của ta. Giờ thì con chính là thần hoa mới. Giáng Nhi, hãy đi đi. Hoa Tiên Các vẫn cần con. Giáng Nhi, Giáng Nhi, chàng không thuộc về nơi này. Chàng đi đi. Giáng Nhi, ta không mong được nàng tha thứ. Ta chỉ mong nàng biết nhân gian và trời cao dù cách nhau xa xôi thì ta cũng sẽ yêu thương nàng, mãi mãi không phụ bạc nàng. Nàng nói ta là tình kiếp của nàng, nhưng với ta chẳng phải nàng cũng thế sao? Nhân gian không thể nào so được với tam trùng thiên. Một đời người ngắn ngủi chớp mắt, thân xác bình thường chỉ có thể sống được trăm năm. Ta không biết nàng sẽ nhớ ta trong bao lâu. Nhưng ta biết quãng đời còn lại của ta sẽ sống vì nàng. Ta sẽ trồng hoa tươi khắp giường, khiến hoa nở bốn mùa không ngưng. Nếu có một ngày hoa cỏ héo khô thì đó là lúc ta nói lời tạm biệt nàng. Nếu có kiếp sau thì ta vẫn sẽ trồng hoa tươi đầy giường, khiến bốn mùa đều có hoa tươi. Vậy thì nàng sẽ biết ta đang ở nhân gian chờ nàng, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không thôi.
后云山。